chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người lại đến với kênh Đình Khánh Cuộc Sống Tích Cực. Hôm nay là buổi chiều, sau một tuần Khánh chuyển về nhà mới thì giờ Khánh ở nhà một mình ạ. Mọi người mấy ngày qua cũng bắt đầu là dọn dẹp nhà, rồi chuyển đồ, rồi lo tiệc cưới cho em mình, nhưng mà do là bị hoãn lại vì dịch cho nên là em mình không có tổ chức được tiệc cưới. Thành ra là mấy ngày nay mấy đứa phải phụ dọn đồ, rồi sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng lại để bắt đầu vài ngày nữa bắt đầu bán buôn bán trở lại. Thì chiều nay thì mấy đứa nó đi đâu rồi ấy? Khánh đang phải có nhà trước nhà không ạ? Mẹ với Thuận thì mới chạy đi mua ít đồ. Khánh đang ngồi dưới nhà để canh nhà đây. Đấy, đây nhà đây mọi người. Ở trước là cái nền của Khánh là hồi tối Sài Gòn mưa to mọi người, cho nên là cái phòng của Khánh bị ướt, thành ra là cái nền bị ướt nên phơi sáng giờ vẫn chưa khô. Tối nay Khánh bắt đầu phải ngủ đất tiếp. Nói chung là nệm bị ướt nên là không có để nằm. Cái thì đây là đồ Khánh ở nhà coi nhà đó mọi người ạ, không có ở nhà hết, chỉ có mình Khánh. Đấy, đồ thì chuyển qua đây, túi sách rồi quần áo đây, quần áo thì mới ráp, mới kê quần áo vô hả? Đó, thì đây là quần áo nhá. Cái kho đồ này. Đấy. Thì còn bên này thì là sẽ để bàn làm việc. Rồi treo đồ con mannequin, trời mất con mannequin mà nó hư tàn tạ đúng không ạ? Con này Khánh mua lâu lắm rồi, không phải mua mà có anh kia cho. Cái hồi mới khởi nghiệp không ạ? Đấy, thì hồi đó anh ấy cho mà bây giờ con mannequin nó hòa xài, nó rụng hết tay hết chân. Ok mọi người, thì bên này thì là sẽ để bàn làm việc. Đấy, bàn làm việc rồi hàng hóa Khánh xếp bên này, rồi nói chung là khoái chơi mọi người xem như thế thôi. Đó, bàn làm việc ở chỗ này mà giờ đồ hóa nó chưa trở vào hết. Ông Điện mới rước mấy ngày à? Rước 2-3 ngày rồi đó. Đó thì mẹ đang bảo Khánh nấu cơm mọi người ạ. Đang bảo mẹ Khánh là ở nhà xào rau cho mẹ. Mẹ đi chợ mua cái gì đấy, xào rau không biết bỏ cái gì trên này. Khánh vào Khánh quay mọi người xem nhé. Đây, xíu nữa Khánh sẽ xào rau này. Quay xong clip Khánh sẽ xào rau. Mẹ bảo ở nhà Khánh nấu cơm đi. Khánh đang ở nhà mình luôn ạ, không biết nấu cái gì đây. Đây, mẹ để sẵn cho Khánh nấu. Đây, để sẵn này, đồ ăn rau này, tí nữa Khánh sẽ rau với thịt này. Đấy, mẹ làm sẵn cho Khánh rồi, tí nữa Khánh nấu. Mà giờ ở nhà có mình chả muốn nấu. Tí nữa Khánh quay xong clip Khánh mới nấu mọi người. Đây, ở ngoài này nó Khánh đang phải ngồi trong nhà. Đấy, Khánh đang phải trong nhà. Nhà cửa gần mặt đường nên là sợ lắm ạ. Nên là rất là phải, một là đóng cửa, hai là phải ngồi canh nhà chứ không là mất đồ. Đang ngồi canh nhà nên là tiện thể Khánh lên đây Khánh nói chuyện với mọi người một tí. Khánh lên Khánh nói chuyện với mọi người một tí, tại là cái vừa rồi là đáng lẽ là ngày cưới của em trai của Khánh, nhưng mà thành ra lại mùng 1 tháng 8 thành ra bữa đó này dịch bệnh cho nên là không có tổ chức được, thành ra là phải hoãn lại đám cưới. Nên là anh em bạn bè mời hết rồi, cuối cùng phải hủy đám cưới, hoãn lại đám cưới mọi người, nên là không có tổ chức lại được nữa. Cốt còn là đáng lý là do thuê căn nhà này là do là Hòa cưới vợ có em dâu nên là phải ra thuê một căn rộng hơn để có phòng cho tất cả mọi người cùng ở. Tại vì ở bên chung cư là nó có một cái hai phòng ngủ thôi mà lại Hương Hòa lấy vợ về thành không biết ngủ đâu. Thành ra là phải thuê căn bự hơn rồi bắt đầu mấy anh em bàn nhau là thuê căn bự tí rồi cả gia đình ở cho bố mẹ có phòng riêng để ngủ cho thoải mái. Nhiều khi là mình thì lại giờ giấc sinh hoạt khuya, thành ra là hơi ồn, cho nên là đến khuya mình mới ngủ mà mấy đứa mới ngủ, thành ra ba mẹ cũng phải thức theo, có nghĩa là nằm nhưng mà không ngủ được, không có không gian riêng ấy. Thành ra mấy anh em bàn nhau thôi thuê căn bự tí, vừa đợi chỗ để bán hàng vừa có không gian riêng cho từng người. Ok, thì clip hôm nay thì Khánh lên tâm sự mọi người một xíu thôi bây giờ, chứ Khánh phải đi làm thực hiện con ngoan không ạ, không nghĩa đi bây giờ phải đi nấu cơm. Ok, thì cảm ơn mọi người đã theo dõi clip này và luôn ủng hộ Khánh nhá. Thì mọi người có ví dụ có mua quần áo hay gì đó ủng hộ Khánh thì có thể là truy cập vào fanpage Doshi, hoặc là một fanpage nữa đó là Đình Khánh Shop, hoặc là liên hệ số điện thoại 0963573345, Khánh ship tận nhà cho mọi người nhé. Đấy, Khánh thì Khánh bán quần áo váy đầm cho các
bạn trẻ tuổi teen, bạn trẻ tuổi teen nha, các bạn trẻ tuổi teen mua túi hay gì đó, hoặc là mấy cô dì chú bác muốn ủng hộ Khánh hoặc bạn mua túi, Khánh có thể bán túi nữa. Đấy, cho nên là mọi người có thể ủng hộ Khánh qua số điện thoại 0963 973 345 nhé. Ok, thì Khánh xin tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bây giờ Khánh phải đi nấu cơm đây. Bye bye.